Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 9 tháng 1 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin VinFast thôi sản xuất xe xăng. Nhiều người nói mất lòng tin về hãng này. Giới lãnh đạo hãng ô tô của VinFast thuộc tập đoàn Vingroup của ông tỷ phú Việt Nam Phạm Nhật Vượng mới đây tuyên bố hãng sắp dừng sản xuất xe có động cơ xăng, tập trung làm xe chạy bằng điện. Động thái này làm nổi sóng dư luận, trong đó có nhiều người nói họ bị mất lòng tin về hãng này. Vào tối ngày 5 tháng 1, tại cuộc triển lãm công nghệ và điện tử hàng tiêu dùng CES tại năm 2022 ở Las Vegas, Mỹ, Tổng giám đốc VinFast toàn cầu bà Lê Thị Thu Thủy công bố rằng hãng sẽ ngừng sản xuất xe lắp ráp động cơ đốt trong và chính thức trở thành hãng xe điện 100% vào cuối năm 2022. Đây là hình ảnh mẫu xe điện VinFast E35 bên ngoài không gian triển lãm tại Las Vegas, Mỹ. Phát biểu của nữ tổng giám đốc được đưa ra khi bà giới thiệu 5 mẫu ô tô điện VinFast tại cuộc triển lãm và tất cả đều thuộc dòng xe tiện ích thể thao với các kích cỡ khác nhau. Tuyên bố của bà Thủy đánh dấu việc VinFast từ bỏ chương trình xe chạy xăng chỉ sau gần 3 năm kể từ khi những chiếc xe gắn nhãn Lux và Fadi do hãng lắp đặt lăn bánh trên các con đường phố tại Việt Nam. Trong 2 năm 2020-2021, VinFast đã bán ra tổng cộng hơn 60.000 xe Lux và Fadi, chiếm khoảng 10% thị phần của Việt Nam, song vẫn còn quá ít ỏi so với công suất thiết kế lên đến 250.000 xe mỗi năm của nhà máy VinFast. Bên cạnh đó, trong các năm kể từ khi hoạt động, VinFast vẫn liên tục thua lỗ lên tới hàng tỷ đô la và con số này không dừng lại ở đây. Thông tin được cập nhật cho đến quý 4 năm 2021 cho thấy hãng chịu mức lỗ chính xác kỷ lục là 11.300.000 tỷ đồng, tức là hơn 491 triệu đô la Mỹ trong nửa đầu năm, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2020, khi đó mức lỗ là 6,6 nghìn tỷ đồng, tức là 287 triệu đô la Mỹ. Có nghĩa là càng hoạt động, càng sản xuất xe thì càng lỗ lớn. Phản ứng về việc VinFast loan báo sắp ngừng sản xuất xe động cơ xăng, nhiều chủ xe Lux và Fadi bày tỏ trên mạng xã hội rằng họ bị sốc và lo lắng về dịch vụ bảo trì, sửa chữa của hãng đối với các xe của họ trong tương lai. Lên tiếng trấn an những người quan tâm, ông Hoàng Chí Trung, Tổng giám đốc VinFast Trading Việt Nam, nói thông qua báo chí Việt Nam rằng VinFast đã dự trù đầy đủ linh kiện, phụ tùng với số lượng gấp 1,5 lần so với thông lệ để đảm bảo phục vụ khách hàng. Ông Trung cũng khẳng định VinFast không quay lưng với những khách hàng cũ và cam kết phục vụ đến hết vòng đời của từng chiếc xe bán ra, theo trích dẫn của báo chí trong nước. Đây là hình ảnh ông Hoàng Chí Trung, Tổng giám đốc VinFast Trading Việt Nam. Mặc dù vậy, Đại tướng nước Hoa Kỳ quan sát thấy nhiều khách hàng của VinFast nói riêng và tập đoàn Vingroup nói chung vẫn tiếp tục đưa ra các ý kiến cho rằng việc VinFast đột ngột công bố kế hoạch dừng làm xe xăng là một đòn mạnh và mới nhất đánh vào lòng tin của người tiêu dùng. Nhất là xét đến quá khứ là tập đoàn này đã nhiều lần ngừng các sản phẩm và dịch vụ khác nhau, đôi khi khá bất ngờ. Theo tìm hiểu của Đài tiếng Hoa Kỳ, trong vài năm trở lại đây, Vingroup đã từ bỏ các nỗ lực kinh doanh trong những lĩnh vực gồm siêu thị, bán lẻ, hàng không, điện thoại và TV. Thảo luận trên mạng xã hội về việc Vingroup mở và đóng các mảng kinh doanh quá thường xuyên và nhanh chóng, không ít người lưu ý rằng cách làm đó khó có thể tạo ra giá trị cốt lõi của tập đoàn, cũng như gặp khó và không thể tập hợp được khách hàng trung thành. Kỹ sư Nguyễn Đần Thắng, một nhà hoạt động vì tiến bộ xã hội, nhận xét với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ như sau. Về Vingroup, ngoài ngành nghề bất động sản, các sản phẩm khác của họ đều làm rất chộp giật. Họ dùng truyền thông để che lấp đi những bất lợi trong các sản phẩm của họ. Người tiêu dùng thông minh chắc chắn nhìn nhận ngay thấy các vấn đề trong các hệ thống siêu thị hay sản phẩm điện thoại, hay gần đây nhất là xe máy điện. Đây là hình ảnh khách hàng cây cú bóc phốt xe máy điện VinFast trên Facebook rằng lần đầu tiên mua và cũng là lần cuối cùng tôi sử dụng đồ điện từ VinFast vì nghe tư vấn vài km sẽ có trạm sạc pin. Facebook Hoàng Hải Yến đã đăng trên trang Facebook cá nhân nói như vậy. Riêng về việc VinFast vừa tuyên bố dừng xe xăng chỉ sau chưa đầy được 3 năm để tập trung làm xe điện, nhiều người đặt câu hỏi liệu có ai có thể dám tin chắc được là sau vài năm nữa VinFast không tuyên bố sẽ từ bỏ xe điện để chuyển sang hướng sản xuất
kinh doanh mới. Nhà hoạt động Nguyễn Lân Thắng bình luận tiếp trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ rằng động thái mới nhất của VinFast là điều rất khủng khiếp, đánh vào lòng tin của người tiêu dùng và có hệ lụy đến sản phẩm tương lai của hãng này. Ông nói về sản phẩm ô tô điện của hãng, người tiêu dùng bây giờ họ đã trao đổi thông tin, đã chỉ ra những điểm rất bất cập và đầy nghi ngờ về tính khả thi của chiến lược VinFast. Không biết là họ có thể trụ được bao lâu không? Người tiêu dùng ngày càng nghi ngờ và lo lắng. Với sự nghi ngờ và lo lắng đó, tôi chắc chắn là việc kinh doanh của tập đoàn Vingroup sẽ rất khó khăn trong giai đoạn tới. VinFast gần đây cũng công bố kế hoạch mở các nhà máy và các cơ sở kinh doanh xe điện ở Mỹ và Đức. Với hiểu biết lâu năm trong ngành ô tô, tiến sĩ Trương Quý Hoàng Phương, chuyên gia kiến trúc các dòng xe điện thế hệ mới của hãng BMW tại Đức, nhận định với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ rằng đó là những bước đi chiến thuật của VinFast, nhưng không hẳn là có chủ đích nhắm vào thị trường Âu Mỹ mà nhắm đến các thị trường quanh Việt Nam. Tiến sĩ Phương phân tích rằng VinFast sẽ chỉ kết hợp với một số đối tác nước ngoài để sản xuất, lắp ráp xe với số lượng ít để thăm dò, tạo nhận thức về thương hiệu ở Mỹ, châu Âu, rồi trên nền tảng đó là sẽ kinh doanh ở châu Á hoặc làm đối tác cho các hãng xe điện ở Đông Nam Á, và đó mới là mục đích chính. Đây là hình ảnh chiếc xe điện VinFast Lux A bị gãy càng, ảnh đăng trên báo Đại Đoàn Kết. Kỹ sư Phương tiên liệu rằng VinFast rất khó có khả năng cạnh tranh thành công và có lãi ở các thị trường Mỹ, Đức, nơi có nhiều hãng tên tuổi như Tesla, BMW, Mercedes, v.v. đều có những lợi thế lớn hơn nhiều so với VinFast còn rất mới mẻ và không có tên tuổi gì. Trên trang Facebook cá nhân, nhà báo Mai Bá Kiếm đưa ra bình luận với giọng điệu châm biếm và hài hước như sau. Tưng bừng khai trương, âm thầm đóng cửa. Chưa đầy 6 tháng sau ngày lập nhà máy sản xuất điện thoại VinSmart Cát Hải, Hải Phòng vào ngày 14 tháng 12 năm 2018 tại tòa tháp Landmark 81, tập đoàn VinGroup tưng bừng khai trương lễ ra mắt 4 dòng điện thoại thông minh thương hiệu VinSmart. Công nghệ VinSmart được phát triển trên nền tảng tiêu chuẩn cao của châu Âu do công ty công nghệ hàng đầu Tây Ban Nha BQ phát triển. Với triết lý sản phẩm tốt, khuyến mãi tốt, hậu mãi cực tốt và sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ VinGroup, các sản phẩm VinSmart sẽ có lợi thế cạnh tranh đáng kể trên thị trường. Tới cuối năm 2020, tôi làm mất iPhone 7 của con trai mua ở Úc cho. Tôi bèn mua điện thoại Việt Nam sản xuất theo tiêu chuẩn cao của châu Âu ở tận bên Tàu, đó là VinSmart Life 4, 6GB. Khi xài rồi mới biết nó không thông minh mà lại còn ngớ ngẩn. Cho nên vào ngày 9 tháng 5 năm 2021, không kèn, không trống, VinGroup công bố VinSmart sẽ dừng sản xuất TV và điện thoại thông minh để tập trung nguồn lực phát triển ô tô thông minh, VinFast, ngôi nhà thông minh, thành phố thông minh. Đây là hình ảnh vào hồi tháng 5 năm 2021, VinGroup bất ngờ thông báo sẽ ngừng sản xuất điện thoại di động và TV. Hệ quả cho tôi là hồi tháng 10 năm ngoái, đi Hà Nội về, tôi bỏ quên dây sạc ở khách sạn. Đến Thế Giới Di Động đã bán VinSmart Life cho tôi mua dây sạc nhưng không có. Cậu nhân viên điện thoại trong quận 7 đều không có vì hàng không sản xuất nữa. Tôi khóc không biết vì tiếc tiền mà tiếc cho thương hiệu VinSmart, công nghệ hàng đầu Tây Ban Nha nhưng chỉ hưởng dương được có 3 năm, 5 tháng. Và với triết lý đi xe VinFast đi cùng hệ sinh thái đẳng cấp, vào ngày 20 tháng 11 năm 2018, tại triển lãm Paris Motor Show 2018, VinFast tưng bừng khai trương mở bán dòng Lux A, Lux SA và Paddy chạy xăng. Vào ngày 27 tháng 9 năm 2019, VinFast tưng bừng khuyến mãi đi xe VinFast đi cùng hệ sinh thái đẳng cấp và lái thử VinFast Lux trải nghiệm đẳng cấp và tặng gói nghỉ dưỡng thượng hạng trị giá 50 triệu đồng dành cho 5 người tại VinPearl Phú Quốc và tặng một cặp vé F1 trị giá 18 triệu đồng khán đài cao cấp để xem đua xe công thức 1 tại chặng đua Việt Nam Grand Prix 2020. Nhưng ngày 7 tháng 1 năm 2022, VinFast tuyên bố dòng xe chạy xăng Lux A, Lux SA và Paddy sẽ không còn được sản xuất sau năm 2022. Nhằm tập trung cho nghiên cứu phát triển và sản xuất xe thuần điện. Như vậy, thương hiệu của dòng xe điện hoàn toàn nói Việt Nam có phụ đề như Lux A, Lux SA và Paddy cũng chỉ hưởng dương được có 5 tuổi, bạo phát, bạo tàn, thành kính, phân lô, chốt lời, phúng điếu, tác giả nói.
Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 8 tháng 1 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin Thầy ông nội và ba đệ tử bị cáo buộc lợi dụng quyền tự do dân chủ. Ông Lê Tùng Vân, thường được gọi là Thầy ông nội, và ba đệ tử là Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Hoàn Nguyên và Lê Thanh Trùng Dương đã chỉ bị khởi tố với tội danh duy nhất là lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân. Tờ báo mạng Vietnamnet cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra huyện Đức Hòa, tỉnh Long An bắt tạm giam 3 người sống ở tỉnh Thất Bồng Lai. Riêng ông Lê Tùng Vân năm nay 90 tuổi được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú. Đây là hình ảnh 4 người trong tỉnh Thất Bồng Lai bị khởi tố từ trái qua là ông Lê Tùng Vân, Lê Thanh Hoàng Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương. Tờ báo nhà nước nói không cho biết thêm những hành vi mà 4 người này đã làm. Tuy nhiên, đây là điều luật thường được chính quyền Việt Nam sử dụng để buộc tội những nhà hoạt động đòi tự do tôn giáo, nhân quyền. Cũng như đài tiếng nói AFA tại Mỹ đã đưa tin, vào hôm 4 tháng 1 năm 2022, cơ quan công an tiến hành khám xét căn hộ tu tại gia của bà Cao Thị Cúc ở Long An, từng được gọi là Tịnh Thất Bồng Lai, sau khi đổi tên thành Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ. Ngay sau đó, các tờ báo nhà nước đồng loạt dẫn các nguồn tin giấu tên từ cơ quan điều tra nói ông Lê Tùng Vân bị khởi tố về 3 tội danh, trong đó có tội loạn luân và tội lợi dụng tôn giáo để trục lợi. Fanpage Sinh Dubai có gần 200.000 người theo dõi, đưa ra một trang văn bản không có mộc, giáp lai, không có chữ ký, nhưng lại cho là dò dỉ từ cơ quan điều tra, cáo buộc thầy ông nội là cha của nhiều đứa trẻ trong Tịnh Thất Bồng Lai. Nhạc sĩ Tuấn Khanh nhận xét về vụ việc qua tin nhắn với đài tiếng nói Á Châu Tự Do như sau. Cách làm này dẫn đến việc tạo thêm một đám đông rộng lớn ủng hộ việc trừng phạt những người ở Tịnh Thất Bồng Lai ở trong một tâm trạng ghét bỏ, và lợi dụng những điều đó, chính quyền có thể hành sự những điều bất minh và vô pháp trong việc kết án những người này, tạo tiền lệ về một xã hội không còn an toàn trong khung luật pháp và cổ vũ những kiểu hành động rừng rú. Sự việc này làm người ta nhớ đến các vụ án của những người bất đồng chính kiến trước kia, như vụ tiến sĩ luật Cù Huy Hỏa Vũ bị bắt vào năm 2010 ở trong phòng khách sạn với một người phụ nữ và có 2 bao cao su đã qua sử dụng. Tuy nhiên, sau đó, cơ quan an ninh điều tra của Công an Hà Nội đã đổi tội danh từ quan hệ bất chính sang cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là hình ảnh báo Sài Gòn Giải Phóng đưa tin ông Cù Huy Hỏa Vũ quan hệ bất chính, nhưng ngay sau đó nhà cầm quyền lại cáo buộc ông Vũ là tuyên truyền chống nhà nước. Một người khác có tên là blogger điếu cày, tức là ông Nguyễn Văn Hải, bị xử phạt 30 tháng tù giam về tội trốn thuế vào hồi năm 2008, nhưng sau khi hết thời hạn tạm giam lại bị tiếp tục khởi tố tội danh khác là tuyên truyền chống nhà nước với 12 năm tù giam bị tuyên tại phiên tòa vào hồi năm 2012. Và chuyện gì đã xảy ra tại Tịnh Thất Bồng Lai cũng là câu hỏi được đặt ra. Hôm 24 tháng 10 năm 2019, ông Võ Văn Thắng và vợ cùng hàng chục người khác xông vào cơ sở tu tại gia của bà Cao Thị Cúc để tìm con là Võ Thị Diễm My, 20 tuổi, được cho là đang ở đây để tu tập. Một phụ nữ đi theo nhóm bà là bà Châu Vinh Hóa dùng miếng gạch men ném vào mặt của ông Lê Thanh Nhị Nguyên, một người đang tu tại gia ở đây, gây thương tích tới 13%. Không lâu sau đó, cô Võ Thị Diễm My quay lại Tịnh Thất Bồng Lai, được xuống tóc và sống cùng với những người trong hộ của bà Cao Thị Cúc. Khoảng ngày 12 tháng 12 năm 2019, Công an huyện Đức Hòa mời cô Diễm My lên để giải quyết việc đơn tìm con của ông Võ Ngọc Thắng. Tuy nhiên sau đó, cơ quan này đã bàn giao cô My cho gia đình. Khi biết thông tin này, ông Lê Tùng Vân và những đệ tử đã ở trụ sở công an quay phim, nói công an bắt cóc người và đòi chính quyền giao lại cô Diễm My để đăng ký tạm trú tại đây. Video này sau đó đã thu hút được sự quan tâm rất lớn của dư luận. Không lâu sau đó, cô My lấy được điện thoại, quay lại video nói mình bị công an bắt cóc và bị bố mẹ ruột giam cầm và cho uống thuốc. Chỉ khoảng 12 ngày sau khi trở về nhà, cô Võ Thị Diễm My từ tầng 3 nhảy xuống mái nhà bên cạnh và nhảy xuống đường để bỏ trốn khỏi nhà, nhưng bị gia đình tìm ra không lâu sau đó. Đây là hình ảnh cô Võ Thị Diễm My khi còn ở Tịnh Thất Bồng Lai.
Một lần nữa, không biết bằng cách nào cô này tiếp tục trốn ra khỏi nhà và cho biết đang ở một nơi nào đó không xác định, tiếp tục đăng tải video clip tố cáo gia đình. Cụ thể là cha ruột xâm hại cô khi bị nhốt ở trong nhà. Hiện gia đình cô My vẫn tiếp tục tìm kiếm cô này và cho rằng con gái mình có những biểu hiện không bình thường. Trong phiên tòa phúc thẩm vào ngày 9 tháng 12 năm 2021, bà Châu Vĩnh Hóa, người ném gạch men vào một tu sĩ tại gia ở tỉnh Thất Bồng Lai, bị y tuyên án sơ thẩm là 2 năm tù, nhưng được cho hưởng án treo và bồi thường 17 triệu đồng cho bị hại. Anh Lê Minh Thanh Tú, một trẻ mồ côi được nuôi dạy ở tỉnh Thất Bồng Lai từ năm 1988, hiện sống và làm việc ở Sài Gòn vào tối ngày 4 tháng 1, có nhận định về thông tin vừa nêu trên như sau. Chính quyền Long An đưa thông tin khi có công an xuống làm việc mà sao lại có cô Mai, chú Thắng ở đó. Hai người này không hề có liên quan, tức là cáo buộc của chính quyền mà lại có hai nhân vật này khi có công an xuống vậy. Khám xét thì không biết có lệnh hay không, thứ hai là chưa có thông tin gì mà có nhiều báo hôm nay biết là trục lợi về tôn giáo, rồi là trục lợi các bé, vân vân và một số khác. Mà trong khi chính quyền chưa có thông tin chính xác mà báo chí lại lên tiếng trước thì không biết có đúng hay không, hay lại là báo chí bẩn. Nói không đúng sự thật khi công an chưa đưa ra thông tin mà chỉ nghe phỏng đoán, làm dư luận rất hoang mang. Như lời anh Lê Thanh Minh Tú nhắc đến cô Mai, ông Thắng, đây là hai người vào tháng 10 năm 2019 đã dẫn hàng chục người từ thành phố Hồ Chí Minh đến tỉnh Thất Bồng Lai với lý do tìm người con ruột là cô Võ Diễm My, 22 tuổi. Người này được nói trước đó đã xin xuất gia đi tu ở tỉnh Thất Bồng Lai nhưng bị cha mẹ ngăn cấm. Lúc bấy giờ, trong nhóm của người do ông Thắng, bà Mai dẫn đầu, có bà Châu Vinh Hóa khi xô sát đã ném miếng gạch men vào mặt ông Nhị Nguyên, một người ở tỉnh Thất, gây thương tích 13%. Bà Hóa sau đó bị tuyên phạt 2 năm tù với cáo buộc cố ý gây thương tích và buộc phải bồi thường số tiền gần 9 triệu đồng. Đây là hình ảnh nhóm người đến đập phá tỉnh Thất Bồng Lai được camera quay ghi lại. Cơ quan an ninh điều tra tỉnh Long An khi khám xét tỉnh Thất Bồng Lai vào hôm 4 tháng 1 cho biết vẫn đang xác định nội dung khởi tố, chưa có kết luận. Tuy nhiên, báo nhà nước vẫn đồng loạt cho rằng tỉnh Thất Bồng Lai bị cáo buộc lợi dụng tôn giáo, nuôi trẻ em để trục lợi. Anh Lê Minh Thành Tú cho biết thực tế những gì anh chứng kiến khi được nuôi dạy ở tỉnh Thất Bồng Lai như sau. Em là trẻ mồ côi ở đó, tức là tỉnh Thất Bồng Lai, từ hồi năm 1988 tới năm 2019 vì công việc nên em phải ra Sài Gòn ở trọ để gần công ty. Em được tồn tại là nhờ sự nuôi nấng của các thầy, các cô trong đó. Các thầy cho ăn, cho học, muốn học đến đâu là các thầy cho học đến đó. Thầy không có cấm cản học để đi lao động. Thầy không ép. Thầy muốn mình học, được tự do, không ép mình theo một nghề nghiệp nào hay làm công việc nào cả. Thầy nói, con muốn làm gì thì tùy con, miễn không vi phạm đạo đức xã hội, không làm gì sai trái, con cứ làm. Em theo gương của thầy và được học đến bây giờ. Tịnh Thất Bồng Lai sau này đổi tên thành Thiền Am bên bờ vũ trụ là cơ sở do bà Cao Thị Cúc xây dựng. Báo chí nhà nước cho rằng bà Cúc ban đầu làm nhà riêng để ở, sau vận chuyển các tượng Phật, đồ thờ cúng vào để biến nơi này thành cơ sở thờ tự. Sở Nội vụ tỉnh Long An trước đó cũng cho rằng hộ bà Cúc không phải là cơ sở tu viện Phật giáo. Những người ở đây đều không phải là tu sĩ Phật giáo theo quy định của Phật giáo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ông Nguyễn Tiến Trọng, Phó trưởng ban tôn giáo của Chính phủ cũng cho rằng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định tỉnh Thất Bồng Lai không phải là nơi hợp pháp. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Phương Hằng trước đó thường livestream phát hình trực tiếp tố cáo tỉnh Thất Bồng Lai và thách thức ông Lê Tùng Vân tự mình đi giám định ADN với cáo buộc ông phạm tội loạn luân. Sau đó, báo chí đồng loạt đăng nhiều tin bài cho rằng tỉnh Thất Bồng Lai hoạt động trái pháp luật. Mặc dù bà Cúc khẳng định chỉ thờ tượng Phật tại gia không phải sinh hoạt tôn giáo, nhưng ông Trọng vẫn khẳng định rằng vụ việc này có dấu hiệu lợi dụng tôn giáo để trục lợi. Tuy nhiên, ông Thích Nhật Từ, một quan chức trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam vào năm 2017, từng nhận định ông Hoàng Nguyên Nhất và Nhất Nguyên ở tỉnh Thất Bồng Lai không phải là người giả mạo tăng sĩ để lừa gạt bất kỳ ai như một số báo chí đã cáo buộc. Theo ông Từ, khu Bồng Lai Viện chỉ là một tịnh thất không có bảng hiệu chùa nên không có đăng ký từ thiện từ viện với Giáo hội Phật giáo tỉnh Long An. Cụ
Thích Tâm Đức chưa bao giờ từng xưng mình là hòa thượng và chưa nói mình là trụ trì chùa Bồng Lai. Ông Tử còn nói rằng những cáo buộc về Tịnh thất Bồng Lai của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An là vội vã. Việc lấy nhà làm chùa hoặc địa điểm tụ họp hoạt động tôn giáo là nhu cầu thực tế của người dân. Tuy nhiên, những quy định quản lý về tôn giáo hiện nay của chính phủ Việt Nam bị cho rằng đã cản trở việc này. Luật tín ngưỡng và tôn giáo của chính phủ Việt Nam quy định cơ sở tôn giáo gồm chùa, nhà thờ, nhà nguyện, thánh thất, thánh đường, trụ sở của tổ chức tôn giáo và cơ sở pháp khác của tổ chức tôn giáo đều phải được chính quyền địa phương cho phép thành lập. Ngoài ra, người dân nếu muốn lấy nhà làm chùa thì cần có sự đồng ý của tổ chức Phật giáo được công nhận như Giáo hội Phật giáo Việt Nam.